Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một con máy ép phế liệu của Nhật Bản nhá. Đấy, con này là lực ép nó phải rơi vào tầm 200 tấn các bác nhá. Xi lanh rất chi là to và khủng bố. Đấy, khung bệ vẫn đang rất chi là chắc chắn và lầy lạc và liền lạc rồi. Con này kiện của nó là được 600x600 các bác nhá. Đấy. Còn đây là chạm nguồn 37 kW, bơm đôi. Khoang trong là chạy lưu lượng, khoang ngoài là chạy áp. Con này lưu lượng nó phải rơi tầm 250 lít/phút các bác nhá. Áp max 210. Bác nào có nhu cầu máy ép phế liệu này liên hệ với em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Các bác xem được video này nhớ ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin cảm ơn. Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu với các bác một bộ nguồn thủy lực siêu phẩm của hãng Sumitomo. 37 kW, bơm 2 cấp, lưu lượng 2 cấp của nó là 250 lít/phút, áp max 320. Đấy, trên tích hợp trên thùng dầu này là có 3 bộ các bác nhá. 3 bộ đều là 37 kW, bơm 2 cấp, lưu lượng 2 cấp là 250 lít/phút, áp max 320. Đấy, các bác mua mình motor và bơm thì bên em sẽ tháo cho bán mình motor và bơm nhá. Các bác có nhu cầu thì liên hệ bên em theo số 0985 324 456. Các bác xem được video cho em xin một nút like và đăng ký. Trạm nguồn thủy lực 22 kW của hãng Suken các bác nhá. Con này là bơm piston Nga 56, lưu lượng 78 lít/phút, áp max 250. Con này bụi bám nó bẩn rồi các bác nhá, vệ sinh thì nhìn vẫn đẹp như mới luôn. Sinh hàn giải nhiệt dầu đầy đủ, thùng dầu này rơi tầm 120 lít. Bác nào có nhu cầu liên hệ em theo số 0985 324 456. Có một cặp ben màu trắng ở trên này các bác nhá. T180, vỏ ngoài 300, hành trình nó rơi vào tầm 1m2. Bác nào vào việc thì liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558 nhá. Các bác xem được video thì ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin cảm ơn. T180 các bác nhá. T180 vỏ ngoài 300, hành trình con này nó rơi tầm 2m2 nhá. Đấy, hàng bên em tháo ra kiểm tra này. Bao đẹp, bao sử dụng cho các bác nhá. Van chống lún đầy đủ luôn. Bác nào có nhu cầu liên hệ bên em theo số 0985 324 456 hoặc số 0355 557 558 nhá. T180 vỏ ngoài 300, hành trình 2m2. Trục dẫn hướng phi 75, dài 1m8, đai ốc đầy đủ, hàng bao bóng bao đẹp. Các bác vào việc thì liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một siêu phẩm máy xúc đào PC120-3, hàng nồi đồng cối đá các bác nhá. Đấy, con này giá hơn phế liệu một chút rồi nhá. Máy lại bao hoạt động ngon lành. Bác nào có nhu cầu máy này liên hệ cho em theo số 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Giá hơn phế liệu một chút.